Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn toán lớp 5. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em. Chúc các em có ngày học thật vui. Những điều cần lưu ý: chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng học tập, sách hướng dẫn toán 5 tập 1. Tập trung lắng nghe và làm theo yêu cầu của thầy. Hoàn thành các nội dung bài học. Em nắm được phần này chưa? Cảm ơn các em. Để bắt đầu tiết học, thầy trò của chúng ta cần khởi động. Yêu cầu của khởi động là đọc viết các hỗn số sau và nêu rõ phần nguyên và phần thập phân. Thầy mời các em quan sát trên màn hình. Trên màn hình thầy có bảng chia làm 4 cột. Cột thứ nhất viết số, cột thứ hai đọc số, cột thứ ba phần nguyên, cột thứ tư phần thập phân. Như vậy thì nhiệm vụ của các em là đọc các hỗn số sau. Hỗn số 3 2 phần 3, hỗn số 13 3 phần 5 và viết các hỗn số sau: 7 4 phần 9, 5 6 phần 7. Em đã gõ yêu cầu chưa? Mời các em bắt đầu đọc và viết vào bảng. Kết quả đọc và viết của thầy như sau. Mời các em đối chiếu. Hỗn số 3 2 phần 3 đọc như sau: 3 2 phần 3, phần nguyên là 3, phần thập phân là 2 phần 3. Hỗn số 13 3 phần 5 đọc như sau: 13 3 phần 5, phần nguyên 13, phần thập phân 3 phần 5. Hỗn số 7 4 phần 9 cách viết như sau: 7 4 phần 9, phần nguyên là 7, phân là 4 phần 9. Hỗn số 5 6 phần 7 cách viết như sau: 5 6 phần 7, phần nguyên là 5, phần thập phân 6 phần 7. Trên đây là kết quả đọc viết các hỗn số và ghi rõ phần nguyên và phần thập phân. Em có đồng ý không ạ? Cảm ơn các em. Các em cần lưu ý hỗn số gồm hai phần, phần nguyên và phần phân số. Khi đọc hoặc viết hỗn số, ta đọc hoặc viết phần nguyên rồi đọc hoặc viết phần phân số. Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn một. Các em cần lưu ý. Tiết học trước, thầy đã dạy các em bài hỗn số. Các em cũng đã biết cách đọc và viết hỗn số và biết được hỗn số gồm có phần nguyên và phần phân số. Như vậy, bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em bài 6 hỗn số tiếp theo. Tiết học này có 2 tiết. Hôm nay thầy sẽ dạy các em tiết 1 hướng dẫn học toán 5 trang 17 và 18. Mời các em mở sách ra. Mục tiêu bài học: em biết cách chuyển một hỗn số thành phân số. Các em đã gõ được mục tiêu chưa ạ? A là hoạt động cơ bản. Hoạt động 1: chơi trò chơi ghép thẻ. Yêu cầu của trò chơi ghép thẻ là ghép thẻ hình vẽ vào thẻ hỗn số tương ứng. Em quan sát trên màn hình bên tay phải của thầy có 3 thẻ hình vẽ, bên tay trái của thầy có 3 thẻ hỗn số. Như vậy, nhiệm vụ của các em là ghép các thẻ hình vẽ tương ứng với thẻ hỗn số. Các em đã nắm rõ yêu cầu của trò chơi chưa ạ? Thầy mời các em bắt đầu ghép. Kết quả ghép của thầy như sau. Thầy mời các em đối chiếu kết quả. Thẻ hình vẽ thứ 3 tương ứng với hỗn số 1 3 phần 4. Thẻ hình vẽ thứ 2 tương ứng với hỗn số 2 2 phần 5. Thẻ hình vẽ thứ nhất tương ứng với hỗn số 2 1 phần 4. Trên đây là kết quả ghép thẻ của trò chơi. Em có đồng ý không ạ? Cảm ơn các em.
ta chuyển sang hoạt động 2A, thì mời các em đọc yêu cầu hoạt động. Yêu cầu của hoạt động 2A là thực hiện lần lượt các hoạt động sau. Mời các em quan sát hình vẽ trên đây. Qua quan sát hình vẽ, các em hãy cho thầy biết hình vẽ trên có mấy hình vuông màu xanh. Như vậy, hình vẽ trên thầy có 3 hình vuông màu xanh. Các em hãy cho thầy biết có mấy hình vuông không chia phần. Như vậy, thầy có 2 hình vuông không chia phần, là hình vuông màu xanh thứ nhất, hình vuông màu xanh thứ hai. Hai hình vuông này là còn nguyên. Vậy thầy còn lại hình vuông chia làm mấy phần? Như vậy thầy còn lại hình vuông đó là chia làm 4 phần. Em nắm được phần này chưa? Như vậy thì nhiệm vụ của các em là viết hỗn số chỉ phần tô màu của hình vẽ trên. Thầy mời các em viết. Kết quả viết hỗn số chỉ phần tô màu của hình vẽ trên của thầy như sau. Thầy có hỗn số 2/3/4. Em có đồng ý không ạ? Thầy cảm ơn các em. Ta chuyển sang hoạt động 2B. Thầy mời các em đọc yêu cầu. Hoạt động 2B là tính và nêu nhận xét. Thầy có hỗn số 2/3/4 bằng 2 + 3/4. Chúng ta cùng tính và nêu nhận xét. Thầy có 2/3/4 bằng 2 + 3/4 bằng 2 × 4/4 cộng 3/4 bằng 2 × 4 + 3/4. Như vậy, 2 × 4 bằng 8, 8 + 3 là 11. Mẫu giữ nguyên, thầy có phân số 11/4. Để viết gọn lại cách tính trên, thầy hướng dẫn các em như sau. Ta viết gọn là 2/3/4 bằng 2 × 4 + 3/4. Như vậy 2 chính là phần nguyên, nhân cho 4, 4 là mẫu số, cộng 3, 3 là tử số. Như vậy ta có kết quả là 2 × 4 = 8, 8 + 3 là 11, mẫu giữ nguyên, thầy có phân số 11/4. Như vậy chúng ta thấy cách viết thứ hai có gọn không ạ? Rất là gọn à các em. Các em đã nắm được phần này chưa ạ? Thầy cảm ơn các em. Ta nêu nhận xét. Có thể viết hỗn số thành phân số có tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số. Có mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số. Ví dụ, thầy có hỗn số 3/1/2 bằng 3 × 2 + 1/2. 3 là phần nguyên, nhân 2 là mẫu số, cộng 1 là tử số. Ta có kết quả 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, mẫu giữ nguyên, thầy có phân số 7/2. Em nắm được phần này chưa ạ? Mời các em đọc lại phần nhận xét. Các em cần ghi nhớ, để chuyển các hỗn số thành phân số, ta thực hiện như sau. Thứ nhất, các em lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên. Đây là điều cơ bản các em cần phải ghi nhớ. Thầy mời các em đọc lại phần này.
ta chuyển sang hoạt động 3. Thầy mời các em đọc yêu cầu hoạt động 3. Hoạt động 3, chuyển các hỗn số sau thành phân số. Thầy có A 1 2 phần 5, B 2 1 phần 4. Như vậy, nhiệm vụ của các em là chuyển hai hỗn số sau thành phân số. Em rõ yêu cầu chưa ạ? Thầy mời các em làm bài vào vở. Thầy lưu ý các em khi chuyển hỗn số thành phân số, các em lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng cho tử số, mẫu số giữ nguyên. Kết quả chuyển hỗn số thành phân số của thầy như sau. Câu A, thầy mời các em đối chiếu kết quả. 1 2 phần 5 bằng 1 nhân 5 cộng 2. 1 là phần nguyên, nhân mẫu là 5, cộng tử là 2. Vì 1 nhân 5 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7. Mẫu giữ nguyên, thầy có phân số 7 phần 5. Kết quả của câu B, hỗn số 2 1 phần 4 bằng 2 nhân 4 cộng 1 phần 4. Như vậy 2 là phần nguyên, nhân với mẫu là 4, cộng tử là 1. Kết quả bằng 2 nhân 4 bằng 8, 8 cộng 1 bằng 9. Mẫu giữ nguyên, thầy có phân số 9 phần 4. Em có đồng ý không ạ? Thầy cảm ơn các em. Thầy mời các em tiếp tục chuyển hỗn số 4 2 phần 5, hỗn số 5 3 phần 7 thành phân số. Thầy mời các em làm vào vở. Như thầy đã nói, khi chuyển hỗn số thành phân số, các em lấy phần nguyên nhân với mẫu cộng tử, mẫu giữ nguyên. Kết quả của thầy như sau. Thầy mời các em đối chiếu kết quả. Câu C, hỗn số 4 2 phần 5 bằng 4 nhân 5 cộng 2 phần 5. 4 nhân 5 bằng 20. 20 cộng 2 là 22. Mẫu giữ nguyên. Như vậy thầy có phân số 22 phần 5. Kết quả của câu D, 5 3 phần 7 bằng 5 x 7 cộng 3 phần 7. 5 x 7 bằng 35. 35 cộng 3 là 38. Mẫu giữ nguyên. Như vậy thầy có phân số 38 phần 7. Em có đồng ý kết quả của thầy không ạ? Thầy cảm ơn các em. Như vậy, để chuyển các hỗn số thành phân số, các em cần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên. Các em lưu ý ở phần này. Tiết học đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và chuẩn bị cho tiết thứ hai phần thực hành.